Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình lại tiếp tục live đây. Mong các bạn xem và ủng hộ mình nhé.
Nấu gì đây? Cơm để ăn uống. Nấu lắm á. Em không nhớ anh nhỉ? Em chỉ thấy nóng thôi. Cái mặt anh ở trong phòng nên anh không thấy nóng rồi. Anh ở trong phòng, anh không ra ngoài nên anh không cảm nhận được nóng. Tôi nấu hành lá mất điện à?
nhớ gọi một nghe. Em biết đi xa là tận đâu.
Thank you.
Hãy
Thì uống nước nhanh nghe không? Uống nước không? Uống nước không? Uống không? Xin xin. Còn những cái game mà nó không tính quảng cáo phát nào, những cái game tí lại quảng cáo. Kế hoạch đặt game chơi mới bị quảng cáo. Có iPhone thì bật những game đặt quảng cáo được. Nâng cấp mấy cái này cũng đắt phết đấy chứ nhờ Nam Nam nhờ. Đắt. Mấy cái đắt gần bằng ngàn này. Đắt chứ anh. Em đâu cuốn hết. Không có cái gì được rồi. Nâng cái đấy cũng phải mất mấy ngày mà xong mày nâng nhanh đấy. Để có
qua đêm nên nó đặt tiền. Anh cũng để qua đêm mà. Đó, em để qua đêm cứ sáng mua một đồng. Nhà phải tắm rồi. Một cái con kia mai bọn nó đến xem. Con kia mai người ta đi xem à? Không. Anh bú nhiều chưa? Thế biết là anh bú đi. Em để đâu nhỉ? Em còn chưa bú đến nào để dưới lại. Lại. Sao không hút thì đem đi cất làm gì nhỉ? À xuống hút mà ngủ mà ngủ quá, đến nằm hút được hai hơi xong rồi. Không là lại đi ngủ để dưới đầu. Đầu ấy. Biết nay được mấy tên nhỉ em Nam? Bảy ơi. Hả? Chắc chắn là bảy. Một tôi trong tên nữa, trong người hứa. Giờ đi ra, bây giờ tắt. Giờ tám. Bây giờ nếu mà hai người mắc binh nhất được 10 tên thì anh phải bật tắt cho anh em. Thế người ta chứ không làm. Thế thôi. Thế tính công quả chuyện hết. À nước lọc thì ai cái gì cho anh hả ơi. Sao mua đâu được bình đấy, nếu mà mua trên TikTok thì là 45.000, anh mua ở ngoài mình cầu là 75.000 giảm giá. TikTok mà rẻ hơn nhưng mà thì những lúc cả tiền ship giảm giá có thể là bình thường mà bình thường đi bốc thăm may mắn. Cái này xin ai cho? Họ cho. Là mà có tiền thôi nhưng mà vẫn đi mua được. Mua nên ơi. Mua cốc, vừa mới mua cái cốc kia về thì mẹ dùng được đúng một ngày. Buổi tối xuống mình, chiều tối mình xuống mình để trên cái vò gạo ấy. Sau là mình đi ra ngoài làm cái gì nhỉ? Vào trong không thấy cốc đâu, đi tìm hết hàng ngày cũng đấy. Đấy thì là hôm đấy. Thì mở cửa tầng 2 thì đang tầng ở trên bàn đấy. Hôm đã gặp em để trên bàn của anh. Anh bảo em để chứ anh không để. Ngoài sảnh mình còn chưa cho lên cái gì. Mà cái này cũng gần 1 triệu. Có cái gì mẹ mẹ auto backup này thì thế nào? À đi mẹ anh biết rồi. Ừ. Mày cứ đi ăn hết mèo vào đi. Đi ăn mèo hết thẻ vào đi thôi mà. Được biết phát vào đây xong mà khách tự backup cho mình. Thì giờ đấy. Ừ. Ở đâu đấy? Ở đâu auto backup đây. Đây, ấn vào auto backup này. Mở file, mở photo lên. Mở email lên. Là giống như cái đợt đấy em. Ừ. Thì là mặc tốt như đợt trước mà. Auto backup. Thế sao? Nè, hay chỉ ngồi đấy thì mình đã phải đăng được. Đó, thì cũng ở dưới cũng cắm mã thẻ xong là auto backup rồi mà. Ừ, thì auto backup thôi. Xong, hàng ngày mình đi vào mình đi to là được. Ừ, có cần điền ký khôi phục vào nhà hay là có chứ, cái ngang. Có nào cần thì cần. Nó cũng như là đây. Đây này sau khôi phục mình. Tắt. Xóa đi cái dấu cách kia bằng cái khoảng trống ấy,
là còn cái gạch đứng này này. Đợi cho xác định đấy. Lấy hai, lấy tầm 10 con vào xem nào. Một con thử ba con thử lấy được ngay. Xong như là có cái thằng chống dưới kìa. Và ship gạch trên gạch ấy kìa. Anh à? Ship nhờ. Không. Anh sửa. Ship trên cái nút enter này. Ship xóa đi anh. Không. Cái kia mình bạn biết em khác gạch đứng ấy. Gạch sửa sửa này đúng không? Không, gạch đứng đứng thẳng ấy. Đây. Đấy. Căn chung là đúng không? Đây, một cái căn chung S. Căn chung S. 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 Sờ. Sờ. Rồi. Không được, căn chung S. Là cái gì đâu? Tại căn chung S làm cái gì? Lưu. Lưu là được rồi. Đây nó đang file của... Phải tách thì mày không cần chân S thì tí mày thoát ra nó chẳng mất à? Cần chân S không hiện. Thì được rồi mà, còn hiện gì đâu. Bấm cần chân S là được, ít đi. Xong, tích hai con vào. Tích ở đâu, có tích đâu. Cái tích ấy đi bay kìa. Con máy kia là gì có, con dưới này ảo đấy. À, thế thôi. Con đồ thật thôi, xe này thật. Đã. Anh ơi, anh ơi. Hôm nay gọi điện cho chú bằng ngồi mai con mới ra được. Đấy, đấy gọi. Rồi, đấy gọi hỏi thăm tí rồi, con mai ra. Anh ơi, con ăn không? Vâng, vâng. Mấy trăm là mấy trăm. Bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu tiền, đưa cho bao nhiêu tiền. Thế thì đưa cho tầm 2-3 trăm nhé. Thì mai con ra 1 triệu. Nhé. Cái bản là con chú có việc gì thì các chú còn đưa xuống đưa ông già xuống đây này thì xem chị Tư mà có chồng con rồi không? Con lấy chồng à? Xem chị Tư thì lấy chồng con rồi. Chẳng có chồng lấy con rồi không? Chú lấy chồng. Con của chú. Con của chú chị Tư. Sinh năm chị Tư mà có vợ hay là con của chú sinh năm chị Tư? Con của chú sinh năm 94 thì hôm nay người ta nạn đưa chị Tư cho chị Tư người ta nạn. Thì... em đừng là chú với anh bị tai nạn. Em học nó. Con gái con trai? Con gái. Có anh trai thì anh trai cho bộ chết anh xem của mắt nó. Sao lại cho bố? Thật sự nó tâm linh lắm. Còn ngoài. Mà làm? Dài dòng nó như kiểu đêm luôn. Đi chụp đi chụp ảnh cưới ở dưới Bắc Cạn này. Thì thấy thì cũng chả để ý gì. Đi thằng thật ảnh cũng không để ý. Đến cái lúc thì có người nhà có vấn đề rồi thì bắt đầu tự nhiên lấy vợ về xong là thay đổi tính những thay đổi cách xong là nói linh ta linh luôn. Nhưng mà là sao? Nghe đăng bình thường nhá, nó nhanh nhẹn nhiệt huyết lắm, nhanh nhẹn xem chuyện hay nhanh nhẹn các thứ, nói năng các thứ ok nhanh nhẹn. Xong là tự nhiên lấy vợ về một thời gian là khắp nói linh tinh đi hết, xong là người ta đến thăm mẹ đến chơi nói chuyện hỏi nó và dạo này thế nào, cảm thấy thế nào đây, trả lời linh tinh mà đang nuôi hai con chó, đang chuẩn bị để mua thêm mấy con nữa, tôi chẳng nói linh tinh liên thanh liên thiên đi ấy, chuẩn bị đặt mật vào buồng đấy, xong là đi làm các thứ thì bạn là có người theo các thứ ấy, thì bạn là có ba cái bạn là có người ở chỗ cạnh theo luôn, thì mời cưới ra thấy hai ba bức thì có nghe cái gì một cái bát hương ở góc ấy cách chụp của đoạn dìa kênh là thì đi xem thì mới bảo là đi hỏi mới biết là cái kênh kia là chưa có đang
không có gì, người ta chứ toàn ở đấy này. Thế xong là sao biết thế nào đâu mà nói năng linh tinh nhất xong là... về làm cái gì cũng được không luôn từ chữa các thứ số ngàn rồi chữa theo theo kiểu y học các thứ rồi là liên quan đến thần kinh các thứ nhá xuống bao lâu đấy xuống gần năm trời đấy chứ vẫn chưa các thứ vẫn không không cũng đỡ về vẫn bị linh tinh như thế xong là một hôm thì buổi trưa nó gọi cái phòng ngủ thì nó không ngủ nó có những lúc tỉnh lúc mơ mà không ngủ thì cả nhà đi ngủ trưa không để ý thế ngủ trưa dậy không thấy đâu ngủ trưa dậy không thấy đâu thì đi tìm tìm ở nhà các bác các chú không thấy xong là tưởng là nó lên mộ bà làm gì ấy thì em gái lên bảo cho em con gái lên tìm em gái là nó lên cả đây thì em gái lên là thấy trong cổ tập đường ấy tập đường lên lên mộ ông bà ấy xong là còn để lại thư tất cả thứ là nhưng mà thư thư đấy biết là lúc tỉnh hay là nó lúc tỉnh chắc là lúc tỉnh luôn nó bảo là con xin lỗi bố mẹ thì con không chịu được cái cảm giác này suốt ngày kiểu người nó như thế xong là đặt tên cho con cái thứ xong là mất con còn chưa đẻ lúc đấy ừ lúc đấy con đang bầu ở trên em cũng có một thằng thế là bị theo thế tập luyện của nó tên từ xưa đấy nhà chú cũng bị hạ cá rồng ấy bị hạ cá rồng sinh tập bà lợn này phúc bà tường bầm ấy vừa em chú bầm ấy trên em có một thằng còn thằng kia tương lai với trường giỏi với trường nên thì đây nhà thằng này cũng tương lai bây giờ có mũi nó mũi bây giờ con dâu thì bây giờ có cho con dâu nhà ở quê các thứ nơi hết nha mua cho con gái từ đến lại lo hết nhà ở ở trên thị trấn cho nó lo hết có một mảnh đất ở chợ Bắc Địa luôn cạnh nhà anh luôn ở chợ chợ nhà anh bán hàng anh mảnh đất địa cơ bản ngay giữa chợ tôi luôn bắt địa cho thuê luôn người ta hỏi giá mấy tỷ 3-4 tỷ nhưng mà đi làm gì bằng ngã lấy ở sông sườn đi ra sau nhà hái rau ngót thế hôm nay mẹ bảo hái rau ngót rau ngót trên đồi á rau ngót đường à chắc ngay từ sau cái cây rau ngót sườn mẹ là sau nhà ấy là thì rau ngót được không không thì nó dốc thì nó cứ lên dốc cái này ấy. Rừng đi tao. Chào các bạn nhá. Nay nghe kiểu chuyện ma các bạn nhá. Mẹ mày xong rồi sao mày cho tư của anh đi đâu thế? Tư của anh ngu ngu. Em bây giờ đi ăn cơm với kia. Thằng ở trên em chuẩn bị đi làm rồi quay ra bị thấy bọn họ kể bảo là đi học học ở trong trường xong bị thằng kia lấy cái thẻ đi cắm ấy chơi cũng chơi cá độ các kiểu xong bị bạn lấy thẻ đi cắm mà thẻ của bọn học viên bên phòng nó có giá trị ấy cắm được trăm mà trăm hơn trăm mà thế là về xong thì thằng ở gần nhà em bị phát hiện à đâu phát hiện ra thì đi báo lên nhà trường thằng kia bị đuổi xong có đến không hả đuổi phát xong là bị luôn vừa đi thực tập xong à đâu vừa chuẩn bị như kiểu đúng rồi đi thực tập ấy nó đi như kiểu học viên biên phòng luôn quay ra giờ về ớt ơ cứ lúc nắng lúc mưa lúc đậu trời là đi ra cứ toàn ra bãi tao ma lúc tỉnh thì không sao lúc mây xảo mà xem tâm linh vẫn ngồi được và còn người bình thường thì không sao nhưng kiểu cái bọn kia đi học võ về cản khó à cản không được luôn cắn không được không kiểu mấy chú mấy bắp trong nhà ấy toàn bị nó vả cho ấy xong là giờ cũng không dám kiểu đến hộ nữa ấy
như kiểu có chuyện gì như kiểu đi lạc em đi kiểu lang thang thì vẫn hộ đi tìm, nhưng mà kiểu không, nó cũng cùng lên thì ai dám vào gần đấy. Sợ đó nhà ngay cạnh anh thì cũng cặp ba rồi, nữa là anh thấy khó nói. Ông mà phụ cố nhập vào mẹ bốn đời đời ông đời cha đời con. Đấy mà là đấy chưa làm tình trạng không vào đúng không? Boom. Alo. Mẹ nó chưa xoay cái phần kia. Anh muốn check wifi. Đấy wifi có đây. Bật nặng đấy. Bật xem. Cái gì mới nguồn về để cắm cục wifi này vào cho một cái đường dây wifi ra phòng mình tự dùng thôi thì là dùng được. Điện thoại có một con ngâm thì nó làm gì? Biết ngày làm được có mười mấy mèo thì làm cái gì? Đi backup lấy cái quăng cái đó anh không backup. Được. Nhẹ mầm nhưng mà lâu. Biết đấy. Thì biết đấy. Mình có phải mỏi tay nữa. Nó báo mà, nó báo Imadun à. Vậy là backup mà. Ui ơi. Một đống này. Một đống này đấy. Máy hay. Máy có bánh đây, Monix Pro.com cái thứ đây. Cắt đâu ra bao nhiêu con? 152 con. Thì đợt trước có bánh chẳng thấy các bạn. Hỏi xem. Chả có, mấy giờ thử nó biết ngay này. Mấy con gầm heo ấy, hai con gầm heo ấy. Nhưng mà giờ mình đi tìm heo, để lấy bát. Cần gì? À, lấy bát về đây hả bác? Lấy bát để bắn chứ. Đây mở một con được đấy. Giờ phải hỏi 50-50 gửi cho luôn. Đấy không đi tìm. Mấy cái nuôi nick pro trong con này thì không chạy đi đâu được rồi, ngoài ship cái kia rồi. Không thì mình cóp đi tìm từng con thôi. Chắc là một cái nhau rồi. Ta không nói gầm nhau bình thường chúng nó lấy đâu nhỉ? Hả? Gầm nhau bình thường ấy, chúng nó ở trong ship đấy thôi mà. Ở gầm nhau chơi. Boom. Boom. Xong xem nó đặt kêu gì. Ôi à. Nó đánh kêu gì. Đây ngập đây. Đây này, tài cửa C đã backup lên này. Thì tài giác coi đây. Thì chắc trong này thôi. Ôi á. Đã thiếu nào nhỉ? Ôi á. Ôi á. Bị bấm hết. Xem nó thẻ chưa đã. Biết mẹ rồi, có con biết nào đã đi rồi. Nó đi ấy, đi từ nó mẹ có sai. Không, cái này điền cốt không vào là được. Mùng 3, 13. Lúc 13. Ngày 13. Ngày 13 lên.
Manu. 13 tháng 3 rồi. 13 tháng 3 đi. Đây không phải. 17 tháng 3. Giờ tháng 5 rồi. Tháng 4 lúc đấy chưa bảo backup đâu. Đồ tháng 4 mới bảo mà. Thế là mình có thể làm cái bút quét. Chắc thế. Mình có bút quét cho các bạn bắn. Đúng không? Mình đi cửa đồ là quét rồi, còn đưa mail rồi. Đúng. Đâu có một dạng trước là mặc backup rồi mà. Còn ngài nghĩ ra mấy cái tiêu đề đấy ở đâu cho nhiều. Đạo lý vậy thôi. Sao anh cố ý tìm cái khác? Tôi quá là tìm bắt mà thấy trận này đường xuống hết.
Cần chung là món đi chung bây giờ xuống bắt đầu xuống học bắt đầu thành cái dân là bây giờ món trend rồi đấy mình ta không được để ta mình chắc chắc là tám Bình thích nhiều em lắm. Thích tán nhiều người lắm. Ủa đây, trường trung học phổ thông Hoàng Nhai phải trường xịn đấy. Ngày ngày đứng bản lên. Được mà anh chưa? Cấm có chê vị chiều chiều quỳnh với chúc đều ok tiếp 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 tiếp
tung tim. Cũng lại đèn đèn dừng dừng ở đấy. Đâu? Đâu? Thằng này. Anh ta lên. Nghe sắm đấy. Tôi dính với cả déo rồi. Thầy giáo đi đâu mà e rồi? Thầy giáo đi đâu rồi? Không ra được. Có văn từ thầy không thấy đấy. Thầy đi đâu rồi? Đâu mấy giờ? Chắc chung nhà đấy khi nghỉ à? Hả? Không thể check, check mấy người xem được. Mấy ông con trai ấy. Đông. Đây. Mẹ xem một tướng mà. Ủa, anh còn chưa cải cái má hai em anh nhé. Tại sao nhỉ? Đài hả? Đài kênh đài à? Tí cho đài mèo 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 em kẻ này em cần nghỉ thôi chứ. Bỏ tay ra xem là thay đổi gì không? Vẫn thế nhỉ? Vẫn đeo vào tay nghe vẫn im lặng như thế. Làm như thế nào? Nhìn quen cái anh đeo kính luôn. Kìa. Lập chuyên sử. Cái gì? Lập chuyên sử. Lập gì? Chuyên sử. Thầy
thấy Phương. Cái gì? Rồi đi chiêu. Đi đi chiêu nhỉ. Để biết chiêu của cô là đi đâu. Các đàn ông họ đi uống nước lật xong là thấy chiêu chiêu như Đà Lạt này. Bạn có em gái hay tôi có em gái đâu? Để tìm cho tôi một em gái. Cái này đó là gì? Hả? Hả? Là gì? Thầy đã quên tay, quên bật like rồi. Thầy đang ngồi, thầy đã bật like trên giờ. Học âm nhạc thì tôi bên đây. Không học âm nhạc với thầy đó, cái anh học sử với đi. Bên đây là âm nhạc cái này. Âm nhạc lớp 6 tiên văn ngươi rồi đấy. Quay nữa cái mặt đâu.
sắc ấy. Ok, đúng rồi. Nhìn chung có mùi sắc xịt xịt đấy. Cái gì gần nhau này à, thực sự mình lấy cái mình có tên này là mình lấy cái ấy nhỉ, mình lấy cái bản này ít thôi. Thích like con lượt. Rồi chưa đang đắt nó có nhỉ. Chắc là lọc cái đéo này được nhỉ. Chả lọc sai bắt, 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 sai bắt. Nhưng mà phải đi nhiều lắm. Hả? Phải đi nhiều lắm. Còn là phải đi thì thôi, con ạ. Mình nhả ra backup đôn mà. Mình nhả ra backup đôn thì con nào đôn thì mình dùng thôi. Mình cắt thẻ mà thôi, đúng không? Mà hầu như mình lại mới có cú tầm 80% có thẻ không? Có con cú đâu, có lấy con cú của mình đâu. Ở khác, mình con GB thì cũng lấy mẹ nó luôn đi nhỉ. Rồi bên này, 1 tháng 3 này. Thịt thế nào mẹ. Đây, thật nhiều. Thank you.
này. Có thật sự mình lấy làm TikTok được mà. À không phải. Cái này mình lấy làm YouTube. Nhiều lắm, cái này là cho lúc lắm thì cứ mua chót chót này. Cái này lúc nào xong là có xong nhỉ? Cái trang này lên mà xong không? Thì cũng chẳng lâu đâu. Lâu thì có 200 con mà. Đi nha, chân chắc của thầy được nghe đúng không? Hello, xin chào các bạn. Sau đây mình sẽ tắt like. Hẹn gặp lại các bạn ở những lần like tiếp theo. Khi nào nói cho em quên tắt like. Ô, sao ấy nhỉ? Sao?